Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt trong thời gian qua. Còn bây giờ sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hãy cứu lấy Blue Trắng, không còn là lời cảnh tỉnh. Thưa quý vị, cách đây vài tháng, lời khẩn cầu hãy cứu lấy Blue Trắng của các y bác sĩ bệnh viện Tuệ Tĩnh khi xuống đường đòi quyền lợi vì bị nợ lương như là sự cảnh tỉnh. Và sự cảnh tỉnh đó đang dần thành hiện thực. Cảnh tỉnh là vì quyền lợi không được bảo đảm, vì chế độ không được chi trả kịp thời, hay vì nợ lương nên các thiên thần khoác trên mình chiếc áo Blue Trắng đã phải xuống đường căng băng rôn, kêu cứu đầy xót xa. Chúng tôi không muốn đi ăn xin từng tháng. Và từ đó đến nay, chỉ vài tháng thôi mà làn sóng các cán bộ y tế nghỉ việc đã lan ra nhiều địa phương, trong đó có cả những địa bàn trọng điểm. Mới hôm qua thôi, trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã phải có công văn yêu cầu các đơn vị, Sở Y tế các tỉnh thành báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc. Hãy lưu ý đến các con số thống kê sơ bộ này. Trong gần 2 năm, có gần 900 nhân viên y tế, bác sĩ ở Hà Nội xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Riêng từ đầu năm đến hết tháng 4 năm 2022, có đến 226 nhân viên y tế ở Hà Nội xin nghỉ việc và 17 người khác xin chuyển công tác. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn khi chỉ tính riêng năm 2021 có hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và tính riêng quý 1 năm 2022 đã có gần 400 người nghỉ việc. Tại Đồng Nai, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 230 nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập nghỉ việc. Tại các tỉnh khác cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Như tại Gia Lai, trong năm 2021 có 110 nhân viên y tế nghỉ việc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục có 23 trường hợp nghỉ việc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, điều đáng lo ngại là những con số kia chưa dừng lại. Có nhiều nguyên nhân được lý giải cho làn sóng trên, nhưng có một điều chắc chắn rằng, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhân viên y tế công lập phải làm việc kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ, phải làm thêm ngoài giờ, không kể ngày đêm, chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ và mức thu nhập còn hạn chế. Một nguyên nhân nữa là cơ chế vận hành của bệnh viện công hiện còn nặng nề và tư duy trì trệ nên nhiều bác sĩ, nhân viên y tế không phát huy được năng lực sở trường. Vì vậy, những thiên thần áo trắng rứt áo ra đi là một lễ đương nhiên và là minh chứng rõ ràng cho việc chảy máu chất xám từ bệnh viện công lập về các cơ sở y tế ngoài công lập tư nhân, tạo nên những khoảng trống đứt gãy quá trình vận hành tại các cơ sở y tế công lập. Điều đáng buồn là nhân viên y tế bỏ việc là gánh nặng không chỉ về nhân lực của ngành y tế công mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân, để rồi người dân là đối tượng chịu thiệt thòi trực tiếp. Và còn thiệt thòi hơn khi báo cáo mới nhất cho thấy có 28 trên 34 sở y tế có tình trạng thiếu thuốc, 12 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương thiếu thuốc. Tình trạng thiếu vật tư y tế cũng diễn ra tương tự tại nhiều cơ sở y tế. Vậy nên không cần đợi đủ con số báo cáo về tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc mới có hướng xử lý, mà cần sớm có những quyết sách kịp thời để cứu lấy Blue Trắng. Lời cảnh tỉnh, hãy cứu lấy Blue Trắng cũng chính là cứu lấy sức khỏe của người dân. Sau các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ dung túng, tiếp tay, thậm chí chủ mưu. Thưa quý vị, theo trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đằng sau các vụ án tham nhũng tiêu cực, nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, đều có bóng dáng cán bộ, công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, thậm chí chủ mưu. Sáng ngày 30 tháng 6, báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, cao hơn gấp 4 lần nhiệm kỳ 11 và gần bằng một nửa số cán bộ cao cấp bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 12, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 19.546 vụ với 33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ với 33.037 bị can về các tội tham nhũng chức vụ, kinh tế. Trong đó, tội phạm về tham nhũng đã khởi tố điều tra 2.657 vụ với 5.841 bị can. Riêng Ban Chỉ đạo đã đưa 977 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ở 3 cấp độ. Trong đó, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc.
Nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật, được cho là vùng cấm, nhạy cảm, cũng như là cả khu vực công lẫn tư đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất, chiếm đoạt vụ lợi. Xử lý nghiêm minh công khai cán bộ sai phạm liên quan đến các vụ án, trong đó có 37 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cả đương chức, nghỉ hưu, bị xử lý hình sự. Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ thực tế thời gian qua cho thấy, đằng sau những vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, đều có bóng dáng của cán bộ công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, bao che cho đồng phạm, thậm chí là chủ mưu cầm đầu. Do đó phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là phải đánh giá lựa chọn, bố trí cán bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, vừa phải tăng cường quản lý giáo dục phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ông Trạc cũng nhắc lại sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí Thư, trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là chỗ dựa vững chắc, là sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo nên động lực to lớn và do đó là nhân tố hàng đầu quyết định thành công trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo ông Trạc, phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời đồng bộ nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, trong đó phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện xử lý là quan trọng cấp bách. Đồng thời phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực, cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính để không muốn tham nhũng tiêu cực và cơ chế đảm bảo để không cần tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, lấy giáo dục răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp trừng trị với khoan hồng, đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng chỉ rõ quyền lực luôn luôn có nguy cơ bị tha hóa. Tham nhũng tiêu cực là một trong những khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, do đó phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực. Cùng với đó, các lĩnh vực chuyên môn sâu, khép kín, bí mật phải chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là kiểm tra, giám sát từ bên ngoài. Giảm thuế xăng dầu là cấp bách hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, chị cho em 50.000 tiền xăng, 30.000 thôi. Chị cho em 100.000, thôi 70.000. Những lời hội thoại này tôi nghe được khi đứng quan sát dòng người xếp hàng mua xăng hôm qua. Người mua xăng trong đoạn hội thoại thứ nhất là một cậu thanh niên, tuổi sinh viên, còn đoạn thứ hai là của một xe ôm công nghệ. Họ cứ tần ngần vuốt vuốt mãi tờ tiền trong lúc cả dòng xe đông nghẹt đã lặng lẽ tắt máy, kiên nhẫn xếp hàng đổ xăng. Giá xăng dầu tăng cao kỷ lục mọi thời đại đã làm thay đổi cuộc sống của biết bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người khác xuống dưới ngưỡng đói nghèo và thậm chí làm thôi thụt nhiều thành tựu phát triển. Nền kinh tế Việt Nam mở bậc nhất thế giới, rõ ràng chịu tổn thương nặng từ các cuộc khủng hoảng liên tục gồm chiến tranh thương mại, đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giá xăng dầu, nguyên nhân khách quan là chủ yếu, là một cú đánh chí tử vào nền kinh tế. Xin điểm qua một số tiêu đề mà báo chí và các báo đã đồng loạt phản ánh. Gần một nửa tàu cá ngừng hoạt động vì giá xăng dầu cao kỷ lục. Giá xăng dầu tăng cao kỷ lục, doanh nghiệp vận tải có thể phá sản. Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao kỷ lục, tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội. Thịt lợn, gà đồng loạt tăng giá. Hải sản đắt cắt cổ theo giá xăng dầu. Ông Nguyễn Đình Cung, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng từng tốt lên. Giảm thuế, miễn thuế để giảm giá xăng dầu đang cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Ông nói thêm, Quốc hội, Chính phủ trong thẩm quyền của mình cần có ngay giải pháp để hạ nhiệt giá cả xăng dầu, giảm áp lực lạm phát, giảm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Ông Cung chỉ là một trong các chuyên gia, học giả đã đồng loạt lên tiếng về việc cần thiết giảm gánh nặng thuế trong thời gian gần đây. Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm phân tích trên Thông tấn xã Việt Nam, xăng dầu là mặt hàng chiến lược quốc gia, được sử dụng trong hầu hết các ngành kinh tế và tiêu dùng của dân cư. Giá xăng dầu đang tăng và đứng ở mức cao theo giá thế giới, ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu quả thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ông kiến nghị, vì vậy trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội và Chính phủ nên coi việc giảm thuế đánh vào xăng dầu nhằm kiểm soát giá mặt hàng này không vượt ngưỡng cao để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cuộc sống của người dân. Đây được xem như một khoản đầu tư và bên cạnh đó thì sẽ mang lại hiệu quả thực thì tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước trong tương lai gần. Khi giá xăng dầu tăng thẳng đứng, ông Lâm nói, nhiều quốc gia phải tìm cách hãm đà tăng của loại nhiên liệu này thông qua các biện pháp giảm thuế phí.
Tại Thái Lan, chính phủ đã cắt giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu diesel trong 3 tháng, khiến doanh thu thuế giảm khoảng 17 tỷ baht. Và chính phủ Thái Lan cũng sử dụng quỹ dầu để bình ổn mặt hàng này ở mức 30 baht một lít. Ấn Độ cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang đối với xăng và dầu diesel, cũng như thúc giục các bang giảm thuế giá trị gia tăng tương ứng đối với nhiên liệu để thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Tại Hàn Quốc, chính phủ áp dụng quy định giảm 20% thuế xăng dầu cho tới cuối tháng 7 và bỏ ngỏ khả năng tăng thêm mức giảm thuế lên 30% nếu giá xăng dầu thế giới không suy giảm. Nhiều quốc gia khác như Bồ Đào Nha, Canada hay Anh cũng tính đến phương án giảm thuế VAT hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào nhiên liệu để hạ nhiệt giá năng lượng. Ông kiến nghị cần giảm thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT đối với xăng dầu. Kiềm chế giá xăng dầu là yếu tố quan trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô nên cần khẩn trương thực hiện linh hoạt, hiệu quả, bởi giá xăng dầu đang ở mức cao gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế, làm giảm hiệu quả của chính sách tài khóa và tiền tệ. Khi giá dầu thế giới chững lại, chúng ta có thể áp dụng trở lại như bình thường. Báo chí phản ánh, mỗi lít xăng hiện nay cõng khoảng 9.500 đến 10.000 đồng các loại thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường tương ứng tỷ trọng hơn 30%. Nếu cộng thêm các loại chi phí định mức kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận định mức thì tỷ trọng thuế, các chi phí trong mỗi lít xăng loại này khoảng 35%. Những kiến nghị tâm huyết của nhà kinh tế có nhiều kinh nghiệm trong các kỳ khủng hoảng trước đây rõ ràng là không thể xem thường. Báo cáo kinh tế xã hội tháng 5 của chính phủ nhìn nhận, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá lương thực thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nhiên liệu vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tháng 5 tăng. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, 10 nhóm có chỉ số giá tăng. Rõ ràng đợt tăng giá này đang thách thức mục tiêu kiềm chế lạm phát 4% năm nay. Trong khi đó, một số chuyên gia kỳ cựu khác tính toán, không điều chỉnh giá xăng dầu, lạm phát sẽ ngóc lên 6-7% vào cuối năm và chắc chắn sẽ cao hơn cuối năm tới. Lạm phát đã cao lên là rất khó xử lý và để lại rất nhiều hệ lụy. Xin nhắc lại một số hậu quả của đợt lạm phát tăng cao năm 2008 đến năm 2012 còn kéo dài đến tận bây giờ. Chẳng hạn, lạm phát cao đã làm giá tiền đồng trở nên đắt đỏ. Báo cáo của IMF năm 2020 cho biết, lãi suất cho vay của Việt Nam ở mức 7,8%, cao hơn mức bình quân của ASEAN là 4,8%, mức của ASEAN 6 là 5,7%. Giá tiền cao như vậy thì sản phẩm nào của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của khu vực, doanh nghiệp, dân tộc nào có thể vươn lên quốc tế? Ví dụ khác, một vài ngân hàng không đồng sau khi đã tốn rất nhiều tiền, đến nay mới bắt đầu được xử lý bằng cách ấn ra lại cho các ngân hàng khác. Trong khi đó, thu ngân sách nói chung có lẽ sẽ không bị tác động từ những năm lạm phát tăng cao trong quá khứ. Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh nghiệm cũng chỉ ra như vậy. Thu ngân sách ước đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2021. Từ đó có cơ sở để dự báo, thu năm nay chắc chắn tăng cao hơn so với dự toán. Nguyên nhân của giá xăng dầu kỷ lục chính là đe dọa lạm phát tăng cao. Tìm ra nguyên nhân thì sẽ có giải pháp. Giá xăng dầu làm CPI và lạm phát tăng thì cần giảm thuế. Vì nếu không thì sẽ chẳng thể giữ được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát từng rất thành công trong giai đoạn 5 năm trước và đã được nêu nổi bật trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Lạm phát tăng cao làm tan nát nhiều tài sản, đẩy nhiều người vào vòng lao lý, nhấn chìm hàng triệu người xuống lại đói nghèo, thách thức các mục tiêu phát triển năm 2030 và 2040 của đất nước. Đó là nói xa xôi, chứ thực tế thì nhìn hình ảnh những cậu sinh viên xe ôm công nghệ tần ngần vuốt vuốt tờ 50.000 mà tôi gặp ở Trạng Sam hôm qua, có thể gặp ở mọi nơi trên đất nước này. Tiêu cho xăng là không còn tiền tiêu mua thức ăn cho con. Liệu họ có cơ hội khác? 40 bệnh viện tuyến trên và Sở Y tế báo cáo thiếu thuốc. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, trong số 34 sở y tế gửi báo cáo thì có 28 nơi có tình trạng thiếu thuốc. Con số này là 12 trong số 21 bệnh viện tuyến trên. Chia sẻ tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với các bệnh viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố về thực trạng thiếu thuốc, vật tư ngày 29 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế cho biết, có 34 trên 63 sở y tế, 21 trên 39 bệnh viện tuyến trung ương và 2 bệnh viện trực thuộc trường đại học đã gửi báo cáo về. Trong đó, 28 trên 34 sở y tế báo cáo hiện có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương, 12 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc tại đơn vị. Các thuốc thiếu gồm một số thuốc kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, một số thuốc tim mạch, điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị sốt xuất huyết, thuốc nhãn khoa, vị thuốc cổ truyền. Bên cạnh đó, có 26 trên 34 sở y tế và 15 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo hiện có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất, chủ yếu là hóa chất dùng xét nghiệm.
có 14 trên 34 sở y tế và 8 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, như các trang thiết bị y tế chuyên sâu, thiết bị phòng mổ, thiết bị chuyên ngành thần kinh, tim mạch, nội soi tai mũi họng, mắt, tiêu hóa, hô hấp, hồi sức tích cực, thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, một phần do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, một số nước áp dụng các biện pháp chống lạm phát, điều này ảnh hưởng đến việc cung ứng và giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chính. Cụ thể, việc tổ chức đấu thầu tập trung chậm được triển khai, chưa tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế thị trường, chậm gia hạn đăng ký thuốc, một số cán bộ ngành địa phương thiếu mạnh mẽ, sợ trách nhiệm, không dám làm. Các giải pháp liên quan đến cấp phép, đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị đã và đang được triển khai như tập trung đẩy nhanh tiến độ các gói đấu thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc. Các địa phương cũng cần có biện pháp cụ thể để giao cho lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch cho nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó cần tăng cường nhân lực làm chuyên trách cũng như quản lý về trang thiết bị y tế tại sở y tế và các cơ sở y tế. Thứ trưởng Hương đề nghị các đơn vị quan tâm nỗ lực giải quyết theo thẩm quyền vấn đề này, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế để Bộ Y tế phối hợp cùng với các bộ ngành liên quan từng bước tháo gỡ vướng mắc những nội dung cần phối hợp. Nội dung nào vượt thẩm quyền, Bộ Y tế sẽ cùng các bộ ngành liên quan báo cáo cấp trên thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, không để dịch chồng dịch. Song song với đó, các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, không để lãng phí vaccine.